Thanh Thảo bất ngờ viết tâm thư nhắn gửi bố Lê Bình khiến nhiều người rơi nước mắt. Sau khoảng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình chuyển biến xấu. Theo tiết lộ từ phía gia đình, thì nghệ sĩ Lê Bình sốt cao, mê man sau được hóa trị vào cuối tuần trước. Không còn nằm giường hành lang, Lê Bình giờ đã được chuyển vào nằm trong phòng bệnh hai người, có điều hòa. Phía gia đình cũng túc trực chăm sóc, dùng đèn để sưởi ấm cho phần thân dưới của ông để hạn chế tình trạng hoại tử. Trong những ngày này, các nghệ sĩ liên tục gửi những món quà về vật chất và những lời động viên tinh thần đến nghệ sĩ Lê Bình. Trong đó có nữ diễn viên Lý Thanh Thảo, từng đóng chung phim với Lê Bình nên cô gọi thân mật là bố. Không trực tiếp vào thăm, nhưng Lý Thanh Thảo thường xuyên gửi đồ vào bệnh viện cho bố tẩm bổ. Cô viết, bố ơi, mãi đến hôm nay con mới dám viết lên đôi dòng gửi bố. Lần lựa chọn mãi mà con không dám vào thăm. Nỗi sợ hãi của một năm trời ròng rã nuôi mẹ liệt giường khi đang thai nghén làm con ám ảnh. Con sợ lắm, sợ vào gặp bố rồi con lại không kìm được lòng mình. Thương lắm nói sao thành lời. Chiều nay vô tình nhận được tin nhắn của anh shipper, người đã thay con suốt mấy tháng nay, cứ phải ba hôm đem Yến đến gửi bố bồi dưỡng. Rồi tối nay nhìn thấy bài của anh Bùi Đại Nghĩa đăng, lòng con quặn thắt. Bố cứ hay nhắn con là đừng gửi vào nữa, bố ngại lắm. Bố ơi, con cũng nhiều lần nhắn nhủ, bố đừng ngại gì, sức khỏe quan trọng, bố ráng khỏe là con vui rồi. Bố ơi, Hồ Yến nhỏ nhoi không giúp bố được nhiều, nhưng bố ráng khỏe nha bố. Khỏe rồi dậy con gửi vào nha bố. Cô Hà từ chối nhận mà sao nước mắt con cứ rơi hoài vậy. Nhận được quà của Lý Thanh Thảo, nghệ sĩ Lê Bình nhắn con không nên gửi nữa. Ông cảm thấy ái ngại, làm phiền Lý Thanh Thảo. Đáp lại nữ diễn viên viết, bố ơi đừng ngại, bố bị phổi mà, Yến tốt cho bệnh của bố lắm. Nhiều khi con loay hoay không gửi đúng ngày, bố an tâm dưỡng, giữ sức khỏe. Bố khỏe con vui lắm, con lo được mà. Mới đây nhất, MC Đại Nghĩa cũng chia sẻ sức khỏe của Lê Bình. Chú đã tỉnh hơn so với mấy hôm trước, nhưng chú vẫn còn yếu lắm và rất dễ xúc động. Chú cứ khóc khi có người đến thăm. Nghĩa nói với chú rằng đồng nghiệp và khán giả vẫn yêu thương, gửi tin cho Nghĩa để hỏi thăm tình hình chú mỗi ngày. Khuyên chú chớ nên quá xúc động mà hãy yên tâm dưỡng bệnh. Chú nói đã vào đến đây thì có bao nhiêu tiền cũng như giấy lộn. Mọi người đừng quá lo cho chú mà hãy giữ gìn sức khỏe của mình. Nghe lời nói trong nghẹn ngào của chú mà ai cũng xót xa, cũng không nói trước được điều gì. Chỉ mong chú giữ được tinh thần mà yên tâm chữa bệnh. MC Đại Nghĩa bất ngờ đóng tài khoản, tổng kết đợt quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình. Mới đây trên trang cá nhân của mình, MC Đại Nghĩa đã chia sẻ về việc đóng tài khoản và ngừng nhận ủng hộ nghệ sĩ Lê Bình. Được biết trong hôm nay, nam MC sẽ vào viện thăm nghệ sĩ Lê Bình và gửi chú số tiền ủng hộ đợt 2. Sáng sớm dậy sớm giải quyết một mớ công việc rồi vào ngân hàng rút tiền mà mọi người gửi cho nghệ sĩ Lê Bình. Tổng số tiền mà Nghĩa nhận được đợt 2 này là 170.935.970 đồng và 100 đô. Nghĩa rút tròn 171 triệu luôn. Giờ thì cho Nghĩa ăn sáng chút nhé, xong sẽ chạy vào viện với chú ngay. Các bạn thân mến, vậy Nghĩa xin chính thức ngừng nhận đóng góp cho nghệ sĩ Lê Bình nha. Có hai đợt thì tổng số tiền chúng ta góp được cho chú là 441 triệu và 200 đô 50 euro. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước đó, sau khi kêu gọi đóng góp, Đại Nghĩa cũng đã đến viện trao toàn bộ số tiền cho nghệ sĩ Lê Bình. Được biết sau đợt hóa trị vừa qua, nam nghệ sĩ đang sốt cao và mê man. Người thân của nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ rằng phải đợi thêm một tuần nữa mới biết được tình hình sức khỏe như thế nào. Hiện tại, Lê Bình đã được chuyển vào nằm giường có điều hòa, chứ không nằm phòng hành lang như trước. Nghệ sĩ Lê Bình cũng từng chia sẻ, ông còn ba nguyện vọng cuối đời muốn được hoàn thành. Đầu tiên là hoàn thành xong cuốn hội ký mà ông đã ấp ủ 2 năm qua. Việc thứ hai là ra tập truyện ngắn vui buồn cùng chú cháu tôi. Việc thứ ba là khi mình nằm xuống, số tiền mà mọi người đóng góp chia sẻ giúp Lê Bình nếu còn dư, sẽ xin gửi lại cho hội nghệ sĩ. Con gái nghệ sĩ Lê Bình chính thức lên tiếng về tình trạng hôn mê sâu và rơi vào nguy kịch của bố. Những ngày qua, bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình chuyển biến sau khi tế bào ung thư đã vào tủy. Phải ngồi xe lăn, cách đây vài ngày, nghệ sĩ Lê Bình còn rơi vào tình trạng sốt cao và hôn mê 2 ngày liền. Thậm chí, phần hông bên bụng của nghệ sĩ đã bị hoại tử nghiêm trọng do ngồi lâu trong điều kiện thời tiết quá nóng bức. Quá trình truyền thuốc rất mệt mỏi, nên bác sĩ khuyên người thân ép nghệ sĩ ăn uống để hồi sức. Nhưng anh không ăn được vì quá đau, uống nước cũng không nuốt được.
Dù vậy, mỗi khi bạn bè hay khán giả vào thăm, nghệ sĩ vẫn luôn cố gắng nói chuyện. Cho đến mới đây, vào sáng ngày 17 tháng 4, chia sẻ với con gái nghệ sĩ Lê Bình, cô cho biết bố đang sốt cao, mê man sau đợt hóa trị vào cuối tuần trước và sáng nay. Bố tôi sốt cao là do tác động từ đợt hóa trị, phải đợi thêm một tuần nữa để ổn định tình hình mới biết được cụ thể ra sao. Vì mỗi đợt hóa trị cách nhau 21 ngày, ăn uống không nhiều, bố tôi chỉ ăn ít yến, uống ít nước ép trái cây, cháo thì ăn nhưng cũng không nhiều. Vào sáng nay, bố tôi đã tiêm các mũi thuốc hơn 80 triệu, chỉ hy vọng bố sẽ tiếp nhận hóa trị thuốc tốt và khỏe lại. Chứ chuyện hôn mê sâu như mọi người nói là sai sự thật. Bố tôi đọc được những lời như thế sẽ buồn lắm, mong mọi người đừng viết vậy. Nghệ sĩ Lê Bình hiện tại ăn uống không được, nói chuyện rất khó khăn. Người thân cho biết phải chích thuốc, mỗi mũi 15 triệu đồng và thuốc truyền cũng khá cao, mỗi chai hơn 60 triệu đồng. Lần hóa trị thuốc cũng tăng dần lên. Do tình trạng sức khỏe yếu, nghệ sĩ Lê Bình chỉ có thể cử động nhẹ, mấp máy môi để nói chuyện cần thiết với những người xung quanh. Ông đã được chuyển vào nằm trong phòng bệnh hai người và được chăm sóc đặc biệt. Trịnh Kim Chi cũng thường xuyên qua thăm người anh đồng nghiệp. Sáng nay, nữ diễn viên cũng đến thăm nghệ sĩ Lê Bình. Khi thấy Trịnh Kim Chi đến thăm, dù mệt nhưng Lê Bình vẫn mấp môi, nói chuyện cùng cô. Trước đó, sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình chuyển biến xấu khiến ông phải nhập viện. Do khối u di căn vào tủy, ông bị liệt nửa thân dưới. Bác sĩ đã áp dụng thuốc đặc trị ở mức độ mạnh để bảo vệ tủy nhưng thất bại. Do ngồi lâu, vùng thân dưới của ông bị hoại tử, lở loét. Nghệ sĩ Lê Bình mất cảm giác nên cũng không biết việc bị hoại tử nghiêm trọng cho đến khi người nhà phát hiện. Cách đây không lâu, nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ ông muốn thực hiện xong 3 việc cuối cùng. Đầu tiên là hoàn thành nốt cuốn hồi ký mà ông đã ấp ủ 2 năm qua. Việc thứ hai là ra tập truyện ngắn vui buồn cùng chú cháu tôi. Việc thứ ba là khi nằm xuống, số tiền mà mọi người đóng góp, chia sẻ giúp Lê Bình nếu còn dư, sẽ gửi lại cho hội nghệ sĩ. Dù phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo và tình hình sức khỏe ngày một xấu đi, nhưng nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần vô cùng lạc quan. Hiện tại, các đồng nghiệp vẫn đang kêu gọi quyên góp hỗ trợ ông vượt qua căn bệnh ung thư. Vì sao Mai Phương không dám đối diện quá lâu với hình ảnh của nghệ sĩ Lê Bình? Mới đây, trong đêm diễn thời trang thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2019, diễn viên Mai Phương khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện trên sàn diễn. Dù đang trong giai đoạn điều trị ung thư, nhưng nữ diễn viên với vẻ đẹp mong manh, những bước đi dịu dàng đã để lại trong mắt khán giả một phần trình diễn đầy cảm xúc. Chính sự nỗ lực, tinh thần lạc quan vượt qua đau đớn bệnh tật của Mai Phương để nhận được sự ủng hộ hết mình của khán giả. Tuy nhiên, khi được phóng viên liên hệ với nữ diễn viên về ý định chính thức trở lại với nghệ thuật, Mai Phương chia sẻ, những hoạt động nghệ thuật hiện tại của cô chỉ là tham gia cho cuộc sống có ý nghĩa và bớt nhớ nghề, chứ chưa phải là chính thức trở lại. Hiện tại tôi vẫn đang phải điều trị nên thời gian không có nhiều, mà nếu trở lại với nghệ thuật thì phải hết mình với nó, phải lăn lộn, phải cống hiến, mà sức khỏe của tôi chưa cho phép như thế. Gần đây tôi đang điều trị đến giai đoạn bị mệt nhiều vì có dấu hiệu kháng thuốc. Sắp tới phải tìm một phương pháp khác. Thời điểm Mai Phương mới phát hiện bệnh, nghệ sĩ Đức Hải có chia sẻ đã đem đến một loại thuốc đặc trị. Nhưng theo nữ diễn viên thì đó không phải là thuốc mà chỉ là tảo, hỗ trợ điều trị. Cô đã uống đều đặn trong 2 tháng và hết rồi, đã tự tìm mua thêm bên ngoài. Vì chi phí điều trị hiện tại cũng khá tốn kém nên Mai Phương chia sẻ, tôi vẫn muốn khỏe hơn một chút để có thể tham gia thêm một vài chương trình nhỏ, cũng là có thêm niềm vui cuộc sống và thu nhập. Hiện tại tôi cũng nhận được một số lời mời, nhưng chỉ dám nhận show nào vừa sức và đối tác hiểu được tình trạng sức khỏe của mình. Trước lúc nhận lời, tôi đều chia sẻ trước về giờ uống thuốc, ăn uống và khó khăn kiêng cữ. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự cảm kích khi vẫn nhận được sự quan tâm của bạn bè đồng nghiệp, không phải bằng vật chất mà bằng tinh thần. Về vật chất, chi phí điều trị thì hiện tại tôi vẫn đang xoay sở sắp xếp được, cho đến lúc khắc nghiệt nhất nên tôi cũng không muốn nhờ cậy thêm. Về thông tin tình hình bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình chuyển biến xấu và ông cũng từng bày tỏ mong muốn có thể giúp đỡ Mai Phương, nữ diễn viên cho biết, tôi cũng không dám chắc tình trạng của mình rồi sẽ như thế nào, nhưng mong một ngày mình còn sống, còn cố gắng thì sẽ làm tốt nhất có thể. Thông điệp nghệ sĩ truyền tải vẫn là mang đến cái đẹp, vì thế Mai Phương sẽ luôn là cô gái hay cười trong mắt khán giả. Tôi cũng theo dõi thông tin bệnh tình của chú Lê Bình, thương chú, tôi chỉ mong sao chú sẽ vượt qua được những giây phút đau đớn như thế này. Nói thật, bản thân tôi cũng không dám đối diện quá lâu với những hình ảnh của chú bây giờ,
vì tôi nghĩ nhìn lâu quá tôi sẽ đánh mất sự can đảm hiện tại. Mong chú bình an và khỏe mạnh.